Biết mà, biết mà, biết, chưa lấy nha. Biết. Bảo chị bé mà chưa lấy mà. Biết không biết. Ken ơi, thôi trời ơi, chơi gì với nào, chơi gì đấy, chơi gì nào? Nên học hết khóc rồi không? Hả? Nhiếp đẹp dữ Ken. Chơi gì miếng hả? Chơi gì một miếng đi. À, trời ơi, ngồi ghét rồi.
tấm mình ở như nào nó không biết. Làm qua phải không? Anh này đây này. Đây là. Mơ hồ quá chị. Tôi kêu gì lên lấy giỏ lam mà chị ngồi cả buổi lên đấy. Chọn đấy thầy. Chọn lan hả? Đấy hả? Chào Đinh Văn Nguyễn nha. Dừa là cảm ơn nha. Tiễn có xin chào nha. Gia Phạm Ngọc xin chào nha. Đồng Linh Khôi xin chào nha. Cường Phát xin chào nha. Bé Hoàng thì chào em nha bé Hoàng. Hoàng Long xin chào, cảm ơn nha. Lê Mặt Trần dạ. Cảm ơn nha, chào buổi sáng nha. Tinh Lê xin chào nhá. Trần Gia anh chị cảm ơn em gái nhiều nhá. Em gái ngày mới vui vẻ nha. Đang ăn sáng, đang tắm chuyện chuẩn bị đi nghỉ đấy. Ở đây nó đang lạnh lắm. Ê con kia. Chị bé để cái này cho em nha, chút về em chở nó về em ăn á. Tôi bún rồi nè. Ken. Hello, xin chào. Tôi chị em mới chị gì anh nè. Sao? Cho chị trái nha. Dạ không, dạ không.